cảnh địa linh, Nam Sơn linh phủ ngài giữa biển thiên minh an thái minh xã danh minh nhất là đông thiên minh cung phủ lọc tinh mái đạo thiên đình ở thiên thanh loài đạo từ trung dung đi tiếp ngày lại mở thiên cung dung đi thành ta tòa thiên thánh công đồng mộc đạo và duyên xin tiên la cung thỉnh mời thanh mẫu đẹp nhất thiên tiên linh tăng phật chế thắng sẽ loan tự tề thôn quê phủ dày vẫn khát thôn quê mẫu giáng sinh vào cửa nhà đi cảm trần một cách thanh trần hình dòng một cách thành tân ninh mười năm tình xa kiếp thôn nhật xương tiền lâu nhang sạc nhiệt pháp sông mong vân sự văn hạng lâu đất xa vân tùy sư kết tường vân hành lý phương vân sư vật hiện toàn thân nam mô ương cũng sạc đồ đáp ma ha đáp nam mô ương cũng sạc đồ đáp ma ha đáp nam mô ương cũng sạc đồ đáp ma ha đáp sạc xa hồi cùng đi chú yên nên cũng thỉnh mời mong đến nhị chúa thiên linh tích sư sinh thánh trên đền để đồng quốc đang sắp khác thường mình giàu nghề đang sắp đi khác thường nghề xã danh đòi một vì đưa đi khôn đi chiến ba lai nhạc đỗ nhiệt minh mừng sang khô tử mẫu lực hô ân hòa đội đắc thanh mừng chi tâm bình mừng nhất sư biến khắp phương nam mô ân cúng giang đồ tát ma ha tát nam mô ân cúng giang đồ tát ma ha tát nam mô ân cúng giang đồ tát ma ha tát soạn thân gia hồi cung thanh mẫu lê việt nam mi cung thỉnh mời thánh mẫu đệ tam minh xích lần lòng đất ngự nguyện hoài cung sống kết loan phòng kính xuyên nề sống kết nề loan phòng nề áo mai tiểu thuyết nề thêm lòng nề gieo oan chẳng xét ngay gian nề kính xuyên tràn ngự chẳng xét ngay gian nề và mười nước để đầm than ở xa thành định chân ngang phần còi xúc thiên thượng tề tử thiên thiên nhiệt tại kim lô phong quạnh khắp nhân tuân ưng biên mãn thập phương tinh nhật xa du miễn nạp tiêu tai trước nam mô hương cúng giảng đồ tát ma nam mô hương cúng giảng đồ tát ma ha tát mô hương cúng giảng đồ tát ma tát sa văn thánh pháp hồi cúng quang chiếu bao la thế giới vòng nguyệt soi soi loài nam thiên đôi vòng hồng linh phong linh nguyệt vô biên linh gió thu diệu bắc tiên chuông chiều nhân linh quang tranh biển đăng linh như xưa tích cũng xuống là trong nguy thủy tu chúng linh đồng cường tìm chuôn phạt âm sinh Giáng sinh, cùng giáng phào linh
trung trương bà giáng trần thoáng thoáng bùi hương ý à. Thiệt định bách ba
danh tiền chúa à, trên hàng đường lấy hoa phép màu đã dạy thần oai đều biết chúa thượng ngàn lập minh liệt phật tử đi Oh,
bay lưng trời, bay bay lưng trời, bay như lần là gió. Tất bật rèo vang lên mấy trang bay lên lượt, đang cùng nghe tiếng pháo ngân nga khúc ca thanh bình. Người tới thăm mi nết đã dịu dàng người dàng khúc nhiên. Bên đây hôm nay đông xuống hiên từ đồng buông về đây. Sớm chiều cá cá tìm tay tới để mang rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời, đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang. Nước chảy qua
động đồ thì chứ tôi tên thờ tu ma đi trung linh đi đi à à đi đi à hấp bao hoàng tượng thiên hình thượng thần hạ thú sơn tinh khi mọi loài bảy điều thú hổ ai thế xác đủ muôn loài xa xảo sai lang đi a a a ngồi chúa tiên a mời tam thị chúa tiên đi chúa đệ nhất a tây thiên đi văn văn yên chúa việt hồ bắc giang yên thế là ơn thật thiên ăn lên tâm bạch mã hỏi thăm đi mình xuống nguyệt nơi xa hỏi thăm mình cô em đi đập nào thành tiên từng đôi bên lần dượt tường múa sắc hai hàng này sau chúa sơn trang bên cạnh thuyền tiếng suối mơ màng trên cây cao chỉ tiếng bánh nhảy dưới sân đèo suối chảy khúc hành vẫn đi nghe như gió vừa mây vẫn có cây sen cũng đi tận mình vẫn nở hoa cách đường xa có ai về bài yết hỏi khách rằng đi ai biết ai hay sơn lâm đi dừng đến vắng chốn này xuân thế có nhà thì nguyệt ứng bậc thần mà linh nguyệt hoa khai sinh ra thiên đức kỳ thank you.
34 tuổi mà đã nói lời thiệt chi. Sắc thân nhân nhiều khi xấu hổ mà ngẫm xưa nay tim cổ có mấy ai. Chắc rằng là thiên nữ trên trời vì duyên hay nợ mà xuống nơi hồng trần. Toàn những lời sống thân tháng Chúa gặp thầy quỷ gốc tiên sinh thương người hiếu thảo tính tình bao nhiêu phép thuật quyền hành ban cho. Chú bà ngồi xéo khỏe bắt chúng đi làm hải hùng khắp muôn dân đi ngày thường được men đi hai câu trầu đẹp đến mà xem đi trước là xin một vẻ xăm đi sau là tinh phận trả ơn giáo điều này. Trời dưới bề có những điều không nghĩ thì tìm ra tự sinh nghĩ vẫn hạ trong mình nhờ khi hương vẫn thế mình tỏa ra tư tình. Được tài lộc sinh ly địa đi hay huyết ly mộc đi mê thủy phong đi ý đồ đẹp chắc được trong đi người sinh số bệnh đó lòng thành ai đường vận bệnh đi thì có ai nào biết trước bà thời được biết ngay tước đi trên thành cổ cao dày truyền cho ất đi quyết đi ra tay phù đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn chúc đi mang xa đi à. Dòng nhang hai quan thật vì tiêu bà vì chúng điện chung ngã đức tâm buông xa khi phụ hoàng thân thật thánh chúa đi chung quá mẫu
sai Chúa giáng thế trừ ta cứu dân. Trên thiên thê sắc phong bà chú khói về mình gọi chân tế chân đi dừng bắt giam dẫn đi con lập miếu lên thờ Chỉ
phan già bước xuống cái mái tà xuống qua cõi trần. Quan tả tơ yếu đổi lương mang táo đạn lệnh truyền bắt con đôi hà sóng ngát thai quan phật cờ diệu quang minh chiếu từ chung ngã tiếp tâm cũng giảm đến cùng hoàng thân phẩm cảnh chưa tiền chung vương sớm lễ thượng lại sớm hiệp kim ngân nay ngài về câu đối xếp biên rành rành thế cho để tử bình an. Nhường ai
thao lược thì toàn tài địch thần tam tư phủ. Nào có ai dám mình bi xa ra ngồi chung hoàng đế tinh quân ta đời hoàng đế tinh quân đi điều không giám sát đi trên thiên đình thì có sáng tặng ở phong đi. Ông tài như thiên đình mình vốn mình, ông tài nghe thiên đình mình đến thầy còn sắp nên cùng dịch mình ý đông đài. Trên đời số sinh số tử trên đời một tay đi biết chép đi chẳng sai tí số nào tí. Quan ông lớn về người truyền phán các quan tả cơ hữu đổi lương ba táo ngàn lần truyền bắt võ đôi hà dòng ngang khai quan thập tờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả thì cục hoàng thân phật thánh chưa tiền trung trung văn sứ dâng lên hương lại văn sứ dâng lên dâng văn giám sát lại chúa biên dành đại thế cho thủy tử thương sinh. Nước suối chảy lan lan
tiêu mọi túi có hoa anh sầu như vẽ dường là kinh dân.
thù thắng ta đông đông học mình giải thoát đưa những tiền nào phá tăng lên chỉ khi thương pha chất cùng vàng biên hoa ngũ sắc hào quang dập dần. Nay chúng ta tự có đôi lời sai tỏ thỉnh ông về ngài xá ngự từ chúng chứ rằng hiếu cả tất thống thuộc cổ cho đệ tử được hưng long thọ chưa thỉnh a mời hoàng đế tịch quân thiếu ông đệ trên thiên đình giáng sinh thánh thần rồi cùng bơ phủ vương quan tôn thần công lớn thầy thì ta nên được vinh quát hồ lạnh giá nghề khát cửa hồ tháng tấu đôi thiên đường khoái hồi chân hạt mình quy đủ bôn phương chấp chính kỷ cương đi cập cân nảy bậc đi sửa sang đi đi hỏi chặt chốn đi long dài tầm quyền thay chúa hoa phép mộng tôi tu tôi lĩnh lệnh truyền thủy bộ sư danh mình chỉ tế đại pháp mi chương thiền trần thiên gia tấu một chiếc nha thạch tâm tấu một chiếc nha nghi tấu về thủy phủ các ba các bà thiên định địa phủ diệt lăng dòng ngang khai qua thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tít tâm tung giảm tiền phục hoàn thân cẩn thạch chúa tiền trung tư văn sơ tiến dân thượng lai sớ điệp kim ngân nay tài về tâu đối xếp biên rảnh rảnh phế cho để bình an
nhà mình dâng một chiếc thân tô thượng vừa mi quan tống tình đức vương quan thần đệ tử dâng tiên tình văn ta trên sự tích vương quan đệ hoàng tử câu thơ phú
xuyên đôi quân đi nhìn đảo tiên phong đi chia theo kỳ mất sông dùng bè sau thuyền chuyện giữa dòng lênh đênh tối dư man trong chiều văn võ ba toàn sai lên đón rước công lớn để tan về châu tiền ca sông lại trèo đua bẻ lái à tiền trèo về nhắm mương ca lạnh ra rồi cũng đua ba đi chói chói sắc rồng nhìn quyền phát đến từ oai hùng từ sắc kỳ pha chuyến bơi thương mây trên trời dưới đất quá như bóng đạo Phật linh truyền dân câu ôn đêm bắt sông ngân hà điện hạ người tinh tú bày ra khi ta trời mẫu dạo trời sao xa đến lát đát cửu diệt cùng đời đại pháp đi đế kinh đi truyền phán khắc quan âm lớn đi truyền phán khắc quan tả tư hữu đồ lương ban táo đàn lệnh truyền văn võ đôi hà dòng ngàn khai quan thần cờ diệu quang minh chiếu từ trung thích tăng cung giảng viện phụng hòa thân thật thánh chúa thiên trung tư lương văn sơ tiến dân thượng lai sớ được nghiêm ngân đi bài về tâu đôi xiếc biên rảnh rảnh khi do đệ tử bình an mười phương trên ngôi trời dưới đất ý còn thông chi đạo Phật truyền ra ngồi cùng sư quá quê nhà cổ linh xa đi sư quá quê nhà danh lam tổ tích thi một hòa con lớn tuần thì tôi cao đệ tử con ta cúi đầu phục thủ thiên văn sầu con lớn đệ ngũ tuần thì xanh
sự mình. Hôm nay vốn đặt bệnh từ thượng cổ mình cung lại bao phèn xuất nhập trang đời. Vua ban đi chấp chính quản cái ý triều đình. Trên má tình có đôi long trầu hồ phục nốt đi tam đi nốt tam đầu tiểu vi sầu lên quán tuần giá tự đôi bên thông chi mới tam giới sắp đi phòng đi bầu thì thiên đôi và cơ lệnh truyền thiên đường và cơ ý quan tuần bây giờ chắc sang anh định trước là bảo hộ phân tình sau ra tổ chấp ta tin phen tay ngoài ra chức thế biên tay song nga khai quan thần cờ diều qua phê chiếu thư trung ngã tiếp tâm cũng giả tiếp phục hòa thân cẩn thánh xua tiên trung đường văn sớm dâng lên thương nay sớm thì kim ngân nghi ngài vì đấu đôi chùa biên rõ ràng vì cho người thương sinh tài mãn dâng lên kim ngân tài mãn dâng lên quan quần tấu đôi chùa biên rõ ràng vì cho đôi chút trường sinh. Hộ quốc gia linh
phong. Già phong sắp tặng ý thân tước lòng hầu chi tặng đại vương. Tiền này vàng thanh thọ này vô cương về hiếu trung đi tiết nghĩa đôi đường vẹn đôi. Nay về giá ngư sướng ca nơi bàn đề
có chữ thập người cái thành chữ hiền, cuộc cổ cho đệ tử được thiên duyên họ trường. Việc tử chết ơi hương chiều thật bác minh, hành hiền linh minh bạch hạ phong trong mình. Dương đến xa tác giải đồng minh nhớ ơn thiên tổ đời sau khi còn truyền. Vừa gặp hôm bể yên mây sóng lặng ngang, chiều bách thần mà chi tặng phong công. Quan thần tranh lâm liệt oai hùng, cứu dân hộ quốc thì được sắc phong mang đầu. Vào lòng hồng tâm bán sắc tư ngư, chân linh giang đi thủy bộ sư danh nghinh. Ba phép đất lì xây thành, khắp miền duyên hải đến sông tranh nước lòng. Chúng tô phong lưu mã thượng giang hồ, cung cầm giới huyền con đò trên sông. Chỉ đã biết ngoài vòng tư tòa, hay đâu là duyên đời bao sinh mình. Buồn xuân thiêu vào trung tình, thỏa lòng tráng suy tài danh tiền. Sông tranh một nguyện gia phúc trừ tai, đồng gia thiết chủ an tài bình thường. Hai nguyện cho vốn tám trăm đường, thiên tài lâu loát bạc vàng tình bị đăng. Nguyện thứ ba cho canh cầu nắp lễ, con thì được phú quý giàu sang, bốn nguyện thì được quốc thái dân an, hoa tương linh tịnh dân an được thái bình. Năm nguyện mạnh khỏe sống lâu, nguyện nhờ ơn quán lớn được phúc lâu giàu bền. Sau nguyện quan chắc sáng bản đề, đủ cho các đệ tử mọi miền về hoang. Nguyện phúc đặng người hà xa, bao nhiêu nạn ách người tống xa hải hoài. Tám nguyện đồn già trẻ gái trai, lộc gia thịnh vượng lộc tài hóa thân. Chín nguyện quán trắc sắc âm linh, đồ cho đệ tử mười phân đẹp mười. Quan đồ cho hết nguyện thứ mười, con cháu cháu đời đời vinh hoàng. Thôi ngồi cùng tâm định của cha bác hải, tập định có phát điều thất vì linh nhân thì phát sự thanh đa. Ngồi cùng nhân dòng hôm nay thanh châu đầy rất vui vẻ vui vẻ rộng ngày xưa phủ kia đầu màu thanh châu đẹp nhất vào thăng thăng vững sổ tan cỏ nên để thiên chúa quê hòa hồi cùng thiên thánh thương ngàn tiếng sông văn đồng thiên thánh trên hà đồng ly buôn tuần phố an ni phá đảo chức trên ngàn đình gió thuốc dùng thầy nghĩ hằng Thank you.
nay chỉ bay về Nam. Thật khuya biệt tình lặng sao tạm nguyện lặng mình xa mình thôi xanh bán nguyệt khoan ninh khoan trèo vàng gặp gần mình toán thấp lâu cao mình đi thank you.
huyện tại Đông Quốc à. Huyện Bà Tài Bảo Lạc Hà Giang đi huyền bà cai sang sập lục ngàn sông nghĩ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá bờ người đồng tiền cũng tan nhà kia. Sớm xa tìm đi về mặc chung khi mặt già mặc tay nắng cơm nam trà sắm nhang hai quan tâm kỳ phía bà về chứng về du lá thức cao tu ra kim cổ vào tâm vật thành chúa thiên trường thường. Hôm nay tiếng lên sớm tràn tim đập, hoài núi cô bạn này tiếng dâng lên, hớt đi lá rào hớt đi thơm bên đi ốc của tôm cá, sỏi đi đủ bồi, dập vắng chùa đi chắc hoa hồng. Sáng thành gió mát trước lầu hát ma xưa lâm ra khói và nhạt nhòa sớm mây vươn đồng đi chiều ta mấy thôi thánh tốt thiên tỏa sáng sáng soi đêm rồi em làm sao tiền tỏa sáng soi đêm rồi đẹp làm sao tình 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 cả ta tính mây bay lên trời mây lặng lờ trôi tình 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 là ta tình mây bay lên trời mây bay lên trời mây cứ lặng lờ trôi. Cao trầu sắp cao trầu xa thôi xuống kia ta yêu cầu tất bức tự nhiên tình khai tử triệt phe đêm mây núi thông sầu á vừa đập bắt ghê kiếp đã trả khi lễ thành tâm cây nhờ đến phép mây sơn lập độc phương thiên xuống xin mà giáp lâm đạt trà sắp ven người phần phần tê phần tốt phần gần như phần xa đồ ngồi cho nam đứng trời và đồ cho nam đứng trẻ và đồng hát mình được lộc tài hân hoan mâm trầu trình thành kính như dân lên trước trình vào tay sau trên bố cha lại trình về các đi xa các tòa nghĩa ân hồn đôi tay tiên vẫn vượt khúc dòng đôi tay tiên vẫn vượt khúc dòng tiệt ta thanh nhạc hay an tiệt chẳng thành gió mát phần tiên hội đồng người đồng môn
tay xa ngự giải niềm hiểu hồi sinh hóa là sinh linh người sinh thành đồ khi hết từ người sinh thành đồ lúc linh khác sơn chiều ca ba em bánh khơi về bắc rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang Thank you.
vì lòng ơi. Chút và đi trốn phong loạn đêm nay để giữ rừng khi đặt tên sầu khẽ lục cùng đường thì đỏ ơi đi nó a đi nó a ơi đi nó trời về khi đi đường nghĩ ta mặt hoa hơn thờ tiến xuân lâu lâu ý ta vẹn một đầu nước trong lễ lèo chắc chắn mà sao không vẫn mới tình đỏ tươi dâng tiền lên người con gái tháng
cờ tôi giờ lời bọn ai tặng là người tiên ơi có nhớ đây là sắc muôn hoa rực thắm mi à thì đôi tay tiên mà cố dịu dàng trên càng xanh nhiều đôi xin thi và gọi tôi giờ và gọi tôi giờ bàn tay ơi. Thank you.
đi bàn phán cho thế gian được nhờ người trần thế gian con đi mong mong đi cho lúc đời đời nguyện con không dám đơn sai nhất tâm một lòng hiếu chung đi xa muôn lạnh lắm xuống từ Lạng Sơn về ở bên gần suối dây.
đường cuốn khúc qua đè dốc núi nông hiểm nghèo, đất nghi sỏi đá băng rơi một vùng bờ sông nó thủy thăng mờ sông. Sau
Thank you.
khoác lên xuống từ châu đã tâm vùng già đi tình bằng thân chúa kia chung đường đi hôm nay đến tận xương xa khi vẫn thoi tôi cũng mà tiên dân đi từ tây nam lấp đi thơ ốc của tôn ta gió đêm đi để vui mặt chùa tê giác hoa hồi sau tên cánh cửa ta về chứng minh ta đi xa tiến lễ nơi sơn tình cơm lạc vào lốc đau xanh đi bỏ khô đất tây thiên chúa sông đằng sông đằng ba mùa tìa giang vạn thai lưng đai lưng đá mặt ngắn vạn dài tay cầm đời bước chân đi hải xa hoa nhân sau thì sao bắt đầu gần hòa tiếng lưng phù bập bánh lưỡi hát
đó điều không nguyên đông nghi buổi rừng sâu ý trên đất bảo hà, xuống đó phong quang mang di thác quận đi sâu xa hạt đầu ngồi cười sấn thủ ngày an nên về thiên bản hoặc là qua nên đất phủ xây. Dựng nền đất thuần
ngất nghi mà sống bé lặng ngày sống bé lặng ngày sớm chiều thành hơi phi bích đồng bích đồng có lúc là bồng mì lái đồng lúc lại bồng lai mà nón nhân lên ngược chỉ non nhân ngược ly chỉ mọi ra vào cổ cây cỏ cây hơi hở đông thì chào trời nam có đức hoàng bởi thông minh trí tuệ thông minh trí tuệ tuyệt vời không nghe hai niềm chỉ dùng xin đấng thiên hồ không phải lỗi Hoàng tử lộ trình
lộ trình tới đây em về thành thiên chuông chen dường vào nhất phần sơ nâng lên bình ngọc để các cô nâng trước ông người xưa các cô nâng mời là mời trước ông người xưa quỳnh hương giọt chén rượu nhị tuần đã nâng lên đền ngọc để các cô nâng mời là mời giúp quan hòa mười phơi các cô nâng mời giữa quan hòa mười phơi để anh kia thân anh xuống chén rượu đào dâng lên dâng lên bề ngọc để các cô nâng mời là mời giúp ông người xơi để các cô nâng mời là mời giúp ông luôn thịnh thường, lộc luôn đề ta luôn luôn thịnh thường.